Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chế độ dinh dưỡng dành cho người men gan cao. Ừ, đối với những người mà mắc bệnh men gan cao thì họ không cần phải ăn kiêng quá nhiều Nhưng mà trên thực tế thì họ vẫn cần phải có một chế độ ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa Đồng thời là một chế độ ăn tốt cho gan để đảm bảo rằng căn bệnh men gan của họ khỏi nhanh hơn Cũng như là việc phục hồi chức năng gan một cách tốt hơn Và dưới đây sẽ là những loại thực phẩm mà người men gan cao cần phải ăn Người bị men gan cao nên chú ý những điểm sau đây Cần phải đảm bảo đầy đủ vitamin, Thực phẩm cung cấp vitamin A phong phú có sữa bò, lòng đỏ trứng, gan động vật, cà rốt, hẹ, rau muống, rau chân vịt, tỏi tây, bắp cải. Thực phẩm chứa phong phú vitamin B1 như mạch nha, giá, đậu, lạc, rau xanh, hoa quả. Thực phẩm hàm chứa vitamin B2 có hạt kê, đậu nành, trứng, sữa. Hàm lượng chứa vitamin B6 có gan động vật, cật, thịt nạc vân vân và hàm chứa vitamin có ớt ngọt, tỏi, rau cải, rau dền nên ăn những thực phẩm có protein cao. Protein là chất nền tảng của tất cả các lớp mô tế bào trong cơ thể. Khi mắc men gan cao do tế bào gan bị tổn thương, chức năng miễn dịch cơ thể giảm nên cần nhiều protein để phục hồi và tăng cường chức năng miễn dịch. Vì vậy, liệu pháp bảo vệ gan là ăn nhiều thực phẩm giàu protein và các chất chống mỡ gan như methionine choline, elicitin, các thực phẩm giàu protein động vật và methiwan như rau xanh, mực, thịt nạc, trứng, cá, các loại đỗ và chế phẩm từ đậu. Vừa rồi là những loại thực phẩm mà người mắc men gan cao nên sử dụng bởi bên cạnh việc cung cấp các dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể thì những loại thực phẩm này cũng giúp là tăng cường chức năng gan đồng thời là loại bỏ các chất có hại ra khỏi cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, một trong những phương pháp mà theo Kiều Anh thấy được khá nhiều người sử dụng hiện nay đó chính là sử dụng nước bổ gan giải rượu hay các loại nước bổ gan đến từ Hàn Quốc. Và trong đó có thể kể đến như là nước bổ gan Hovenia dulcis của Hàn Quốc hay là một số loại nước bổ gan khác. Và để tìm hiểu thêm thông tin về những loại sản phẩm này thì các bạn có thể nhấn vào đường link ở dưới đây để truy cập vào website koreashop24h.com để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm. Bên cạnh những loại thực phẩm chúng ta cần phải ăn để hỗ trợ điều trị men gan cao cũng như là tăng cường chức năng cho gan thì dưới đây sẽ là những loại thực phẩm người mắc bệnh men gan cao cần nên tránh. Cái tên đầu tiên trong những loại thực phẩm người men gan cao cần nên tránh đó chính là rượu bia. Như mọi người đều biết rượu bia thì ảnh hưởng trực tiếp tới gan của chúng ta, đồng thời nó còn làm suy giảm chức năng gan và gây nên nhiều bệnh về gan, trong đó men gan cao cũng chính là một trong những căn bệnh mà rượu bia gây nên. Đồ uống có cồn, có ga khiến gan phải làm việc vất vả hơn khi đang bị bệnh, khiến tình trạng men gan càng nặng hơn. Ngoài ra, người bị men gan tăng cao có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, không nên thức khuê và nên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng nên sử dụng các sản phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng để giúp hạ men gan hiệu quả. Thứ hai, thực phẩm chứa nhiều đường. Đường có thể làm tích tụ tế bào hồng cầu trong vi huyết quản và tiểu cầu dẫn tới tắc nghẽn, Ngoài ra đường cũng có thể gây mỡ cho gan. Thứ ba, đó chính là thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, làm cho chất béo trong cơ thể tăng lên dễ gây gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, yếu tố làm tăng men gan hay những gia vị cay nóng như ớt, hạt tiêu, gừng. Vừa rồi là những loại thực phẩm mà người men gan cao cần nên tránh để bảo vệ cho lá gan của bạn, đồng thời là giúp cho gan của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Và hy vọng với những thông tin mà anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã giúp cho các bạn có thêm kiến thức bổ ích về việc là ăn gì để giúp cho gan của chúng ta khỏe mạnh hơn, đồng thời là những loại thực phẩm, nước uống chúng ta cần nên tránh. Và hy vọng với những thông tin này thì các bạn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, khỏe mạnh. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về những sản phẩm tốt cho gan thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất. Những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.